Như thế là như thế nào? Thầy đã bảo với các em bao nhiêu lần rồi? Hôm trước giờ sinh hoạt lớp, tôi nói các em hôm nay là sinh nhật của tôi. Nhưng không phải là ý bảo các em về mách với bố mẹ rằng hôm nay là sinh nhật của thầy để tặng thầy những món quà nhẹ như thế này. Chắc là xà phòng. Cái này là tôi nghĩ là xà phòng. Khổ thế, tôi đã bảo với các em bao nhiêu lần rồi. Bao nhiêu lần thầy nói với các em là tôi không bao giờ tôi nhận quà của phụ huynh học sinh. Tôi nhắc là tôi nhắc thế thôi, là sinh nhật của tôi. Nhưng tôi không bao giờ nhận quà mặc dù là bố mẹ các em hiểu lòng thầy đấy. Tôi biết như thế. Nhưng mà tôi dạy các em là dạy cái chữ, cái tình. Chứ không phải để nhận những cái món quà mà xà phòng như thế thì thà không nhận sướng hơn. Các em hiểu chưa? Thế nhá. Không tặng quà nữa nhá. Rồi đến đây làm gì đây? Chúc mừng sinh nhật thầy. Mẹ tặng à? Tôi đã nói với các em bao nhiêu lần rồi là tôi không bao giờ tôi nhận quà của phụ huynh học sinh nhá. Hiểu chưa? Ở đi đâu đấy? Thầy bảo là thầy không nhận quà. Thế là cái quà to thế không nhận được em mang về nó nặng vai thế nào được? Thế bố mẹ em quá lòng mà không nhận này là bố mẹ lại buồn thầy. Trời trời. Quà to đấy. Thế mẹ gói đẹp đấy nhỉ? Thế bố làm nghề gì, mẹ làm nghề gì thầy quen rồi? Mẹ em làm nghề bán khoai lang. Khoai lang hả? Cái khoai lang mà tặng quà to thế này thì cũng sang đấy. Thế được. Thế tặng thầy bên trong cái gì nhỉ? Nó nặng thế. Dạ, 5 ký khoai lang. Con mẹ mày hay gì? Tặng đến 5 ký khoai lang. Thế về bảo mẹ là tháng sau nhớ đóng tiền học thêm cho thầy nhá. Sao bạn cốc vậy? Hôm nay mẹ mình lỗ mất 5 ký khoai rồi. Bạn đừng có buồn, mẹ mình bị mất 7 ký gạo, mình đâu có khóc đâu. Nghĩ sao mà phụ huynh giờ tặng cho thầy giáo tặng 5 ký khoai lang với ăn thế nào được? Chúc mừng sinh nhật thầy. Thế cái gì đây? Dạ hoa. Thế bố làm nghề gì? Dạ bố làm nghề bán bông. Bố em bán hoa. Dạ. Thế bán hoa là tặng hoa cho thầy? Dạ. Thực tế một chút nào nhá. Bảo bố lần sau là nên chuyển nghề đi, đừng có bán hoa nữa. Nên chuyển sang bán hạt. Hạt gì ấy, thầy? Hạt xoàn đấy. Tôi nói thế mà không hiểu à. Thế tháng sau học thêm là phải rồi. Tháng sau bảo bố đưa học thêm nhá. Nghĩ sao tặng thầy là đi tặng hoa, không phải là tặng cô à? Thầy, bố em làm người bán bánh. Em tặng thầy. Bánh hả? Cái bánh mà gói quà nó non cũng đẹp phết chứ nhỉ. Đến kéo tay đi về bảo bố là bao bì đẹp. Bố là cửa hàng bánh phải không? Chắc cũng được. Quà thế cũng đẹp. Em là học giỏi. Nhưng mà sáng là học giỏi được ấy. Ôi giời ơi, bố cửa hàng bánh chắc là tặng cũng được. Hay bố mày nguyên một cửa hàng bánh tặng thầy mỗi cái bánh 5.000 à? Thế chơi sang nhỉ, bố mày chơi sang nhỉ. Thế bảo là bố là dạo này tệ lắm nhá. Thế chiều nay ở đây 5 giờ rưỡi với thầy học phụ đạo. Về. Vã vẩn. Chúc mừng sinh nhật thầy. Bảo với em bao nhiêu lần tặng quà mà nhất là phong bì thế này. Ai tặng phong bì cho thầy rồi. Cái này nó rất là nặng nhé, thầy không có nhận được nhưng mà vì mẹ quá lòng. Nhưng mà được, em là giỏi. Học giỏi, em là thông minh, hiểu không? Nên là tháng sau không cần phải học thêm nhá. Bố mẹ làm nghề gì? Dạ, bố mẹ em làm nghề bán vé số. Bán vé số à? Thế bố mẹ con này được phết chứ nhỉ? Bán vé số mà chơi không mừng là sang. Sang, rõ sang. Em giỏi đấy, bố mẹ cũng được. Cảm ơn em. Thế tiền bạc. Cái gì này? Dạ, vé số. Bán vé số tặng vé số à? Dạ. Có thể thế nào?
Thế bảo là bố mẹ là tháng sau là em phải học thêm thanh nhạc vì giọng rất là khàn. Về, giọng khàn lắm. Thế cái gì nữa đây? Con tặng thầy. Tặng gì? Bố mẹ bán gì? Bố con bán rượu. Rượu. Rượu Tây à? Ờ hay nhỉ. Cái này được. Thì non mà chai cũng to thế là rượu ngon. Nhưng mà bất cẩn nhá. Đi ra đường mà đổ vãi ra rượu như thế này là nó cứ hoang phí, hiểu chưa? Học sinh này không hoang phí. Thầy thì dành rượu lắm, thầy thử xem đây là rượu gì. Thử nhá, dạ. Để đoán xem có đúng không nào. Chát. Chát thật đấy, chát. Thế vang à? Dạ không phải. Không phải vang. Thầy thử lại nhá. Này nó nản nạ thế làm nhỉ? Chưa bao giờ tôi nếm thử cái vị này là nó hơi đăng đắng mà nó ngoặt ngoặt mà nó cũng mặn mặn thế nào. Cái rượu vodka. Dạ không phải. Cái whisky à? Dạ không phải. Cái rượu gì? Dạ Kiki. Cái rượu Kiki này là nước nào sản xuất đấy con ạ? À? Dạ không phải nước nào sản xuất mà trong đây là con chó con. Quất chó qua trên Kiki. Cái nước này.